hết. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi là trời ơi, trời ơi. Cái trời gì vậy ông? Trời ơi, trời ơi là cái trời. Cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, trời. Cái gì vậy? Trời ơi, tất cả lộn xộn sao bằng trời đất ơi. Ai làm sao trộn gì ông hả? Ông mất đồ hả? Mất đồ cái gì, còn hư mất đồ nữa. Mà cái chuyện gì sao tôi không biết vậy? Không biết hả? Hả? Tính tính ngậm máu phun người hả mà không biết ai, hả? Ai ngậm máu phun người ạ? Trong nhà bà này có mấy người? Tôi với ông. Vậy ai dọn dọn phòng tôi? Ai dọn? Em. Dọn? Ai biết bà dọn? Chẳng những dọn phòng, mới vừa dọn xong cái bàn nữa nè. Trời ơi, tôi đã nói không được dọn phòng tôi bao nhiêu lần rồi. Cái phòng tôi muốn dọn, đồ đâu để nguyên vị trí đó ha? Không có được để xáo trộn như vậy. Để xáo trộn như vậy làm sao mà coi được. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Trời đất ơi. Thì nè, anh coi nè, đây nè, đây nè. Cái bàn của anh ha, nó bụi, nó dơ từng lớp nè. Ở trong phòng cũng vậy nữa. Phòng cũng bụi, dơ từng lớp. Cái chỗ bàn làm việc anh tùm lum hết á. Bụi quá mà. Em dọn anh còn la em là sao? Không ai bự hết á. Bây giờ có làm sạch sẽ thì cũng cảm ơn, nhưng mà sạch sẽ thì ở đâu để nguyên vị trí đó? Tại sao lại để lộn xộn vậy? Làm sao mà tôi tìm ra cho nổi? Làm sao tôi nhìn cái nó quá ngứa con mắt. Em làm vậy mệt, em còn phải nấu cơm, nấu nước cho gia đình mình ăn nữa. Rồi ăn xong em thấy là bừa bộn thì em dẹp xong rồi em vẫn để như cũ thôi. Cái em có xê dịch cái gì đâu mà tại sao anh la em? Em nói thiệt với anh nha, nhiều người chồng á, cậu có được người vợ như em đó anh à. Tức quá đi, nói hoài mà không hiểu gì hết. Ở đâu phải đỡ nguyên vị trí đó, không phải mắt mình nhìn đâu, mình phải đo. Đó. Ừ, bây giờ là... tôi dọn dẹp, tôi lấy cái thước tôi đo. Đúng rồi, tại sao mà để cái viết nó nghiêng 130 độ? Là tại ông ẩu bỏ vô thì nghiêng. Không phải, phải đo, bởi vì đó là phong thủy. Mình đo vậy là tới khi mình làm việc cái mình cầm cái viết nó ngay chóc luôn. Còn quyển sổ đó đâu, nó chuẩn xác đến 50cm luôn. Hồi nãy để một chút xíu gạch cái là rớt ly nước rồi. Ly nước là mình để ngay cái cùi chỏ. Khi mà mình lấy cái ly nước mình nó thả ngay đây, thì dính ngay ly nước. Tự nhiên để lên nó xa quá, với hồi rớt ly. Thế nhưng để sai không à? Dọn dẹp thì đi dọn, đừng có dọn mà sai vị trí. Em hỏi anh nha, bây giờ cái cuốn sách này nè, anh để chỗ này. Em dọn dẹp xong rồi em lỡ để cuốn sách ngay chỗ này thì cũng vẫn là cuốn sách trên bàn. Rồi cái bàn cũng vậy nữa, thí dụ như cái bàn á, em kéo qua một chút xíu thôi, nhưng cũng vẫn là vị trí ở đây. Cái bàn làm việc của anh, tất cả những đồ đạc trên bàn làm việc của anh, em có xáo trộn thiệt, nhưng mà tất cả cái gì ở trên bàn em đều để trên bàn. Chẳng lẽ bây giờ anh bắt em là phải mỗi lần làm việc em lấy cái thước em đo rồi em mở sổ ra, ông để cái bàn này, cái ly này cách cái bàn là 50cm, rồi bắt đầu em đo em dọn dẹp xong lại phải để y chang vậy hả? Ai ở không quá vậy anh? Không phải ở không, anh đang tạo cho em có một cái chủ nghĩa hoàn hảo, có nghĩa tất cả nó phải tính toán chi ly chi tiết chuẩn xác đó. Em nghĩ đi, ví dụ như Nguyễn Tập đây nè. Đó, quyển tập mà nếu anh để nó chính xác đây, đó cái đo 2 tấc nó nằm đây, bên này 2 tấc nằm đây. Ví dụ anh lỡ đi, tôi thui đi không thấy đường đi, anh có đi mò mẫn à, anh cũng vừa tới cái bàn cái biết 2 tấc là tới quyển tập, 2 tấc anh đụng ngay quyển tập. Được chưa? Thấy giờ chính xác chưa? Chính xác chưa? Người mù trong đêm còn thấy được nữa. Trong khi em để đây rồi anh đo 2 tấc, anh bóc không khí à. Trời ơi mệt, anh quá thiệt á. Anh để tầm bậy tầm bạ bụi cả lớp em dọn dẹp rồi bắt em phải chuẩn xác kiểu này, em không làm nổi đâu. Em cứ nói gì hoài à? Em nói hoài rồi riết chúng vậy ta nghe lộn. Vậy thì anh làm à? Đi thì sao anh không làm? Anh bày ra để bắt em dọn. Thôi được rồi, bây giờ nó sẽ lên đó anh dọn lại. Anh dọn lại từ đầu đến cuối và từ đây về sau em có dọn bụi gì cũng nhớ chính xác với anh từng cm. Chủ nghĩa hoàn hảo làm cho con người ta có một sự chuẩn xác, nhìn cái gì đẹp là nó đẹp, không thể ẩu tả được, hiểu chưa? Ha, rồi xong. Ê bây giờ trời ơi là trời, trời ơi tôi đang lạc vô đâu đây? Trời ơi, cái trong phòng ngủ kìa, cũng dây văng như vậy. Có cái gối ôm thôi mà cũng căng vậy. Rồi tôi ôm ở trên hay ôm ở dưới? Tùy ông, nhưng mà giường là tôi đã kẻ sẵn hết rồi nha. Kể từ giờ phút này, tôi với ông phân chia rõ ràng. Mà tại sao lại xảy ra cái cớ sự vậy? Bởi vì ông lúc nào cũng muốn chủ nghĩa hoàn hảo, còn tôi không làm theo ông được. Thì bây giờ, tốt hơn hết á là mạnh ai nấy sống đi. Trời ơi, tôi biết tôi lỗi rồi. Trời ơi, từ cái chuyện mà trận đi mát đó mà bây giờ bà nghĩ ra, tạo ra cho cái đường phân chia vậy hả? Chứ ông xấu ông hoàn hảo quá, làm sao mà tôi theo ông được. Tôi dọn dẹp nhà cửa xong là tôi để làm sao miễn gọn gàng ngăn nắp thôi. Không, ông phải bắt là
1cm, 1 gang tay, rồi cái giếng là phải nghiêng nghiêng để cầm giới đó là được. Thì thôi bây giờ mạnh ai nấy phân chia ra như vậy cho nó khỏe đi. Tôi hiểu rồi. Tất cả là tôi sai, tôi hoàn toàn sai hết. Bây giờ này là mình cũng lớn tuổi rồi, đừng để văng dày rồi người ta vô người ta nhìn thấy xấu hổ lắm. Gỡ nó đi ha. Đâu có gì đâu mà xấu hổ. Chứ ông sống kiểu ông làm sao tôi sống được. Bây giờ ha, bà cứ gỡ nó đi ha. Bà đừng có hung hăng vậy, không có coi được đâu. Trời đất ơi, chứ tôi mà hiền quá ông leo lên đầu tôi. Dọn dẹp đi làm về dọn mệt muốn chết luôn mà còn la này la nọ. Tôi hứa rồi, từ đây về sau không có la này la nọ đó. Mỗi người nhường nhau một chút xíu. Tôi cũng không cần bà phải chi tiết vài cm, 4cm. Bây giờ bà có sai cả thước cũng được nữa, được chưa? Bây giờ gỡ nó được chưa? Cái này là ông nói nha. Mà đã nói thì nhớ đó. Tôi cũng sẽ không bao giờ mà sai cả thước đâu. Nhưng mà ít ra thì tôi sẽ không làm cho ông là phải bực bội. Miễn sao là tôi để nhìn thấy được rồi. Chứ biểu tôi đúng theo ý của ông là tôi làm không được đó. Bà nói vậy thì được, thì là hợp lý. Vậy là mình quà nghe. Nhưng mà tôi báo trước nha. Lần này là quà mà nếu mà ông còn tái đi một lần nữa là tôi với ông đường ai thấy đi thiệt đó. Biết rồi. Rồi vậy phụ tôi gỡ đi. Rồi gỡ. Cột cái gì đâu mà ngăn chia vậy này, trời ơi. Trời ơi, nè. Rồi.